Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, giờ đây lạnh đã có ngay quạt sưởi gốm Fuji Home FH1000 và Fuji Home FH2000. Là thương hiệu gia dụng chất lượng cao với công nghệ từ Nhật Bản, nhưng các sản phẩm Fuji Home lại có giá thành cực kỳ phải chăng, phù hợp với đại đa số người tiêu dùng. Quạt sưởi gốm Ceramic Fuji Home FH1000 và FH2000 ra đời là một bước đột phá trong thiết kế của hãng Fuji Home. Nếu như trước kia khi nhắc tới máy sưởi thì người tiêu dùng thường nghĩ tới những chiếc máy to nặng, cồng kềnh, thì nay quạt sưởi gốm Fuji Home đã xuất hiện với kiểu dáng nhỏ gọn, trọng lượng cực kỳ nhẹ, thuận tiện mang đi giữa các phòng, chiếm trọn cảm tình của người tiêu dùng. Thiết kế theo phong cách tối giản với tông màu trắng trang nhã, thanh lịch, phù hợp sử dụng trong nhiều không gian trong gia đình, văn phòng, v.v. Máy có công suất lớn cùng khả năng xoay 45 độ giúp tỏa nhiệt ra khắp phòng một cách dễ dàng, ngay cả những không gian có diện tích rộng. Cả hai model đều có lớp vỏ máy làm từ nhựa dẻo tiên tiến PBT, thẩm mỹ cao. Trước thân máy trang bị lớp lưới kim cương siêu bền, không dỉ, không oxy hóa nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trong quá trình sử dụng bật, phát nhiệt. Máy sưởi Ceramic Fuji Home FH1000 và FH2000 làm ấm bằng cách nung nóng các tấm gốm bên trong, làm nóng an toàn, giúp tiết kiệm 50% điện năng so với các loại quạt và máy sưởi khác. Công nghệ làm ấm nhanh chỉ sau 5 giây, không phát sáng, không đốt oxy, không gây mùi khó chịu, mang đến không khí ấm áp cho bạn trong mùa đông giá lạnh. Chế độ bảo vệ quá nhiệt, an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Tự động tắt nếu bị nghiêng hoặc đổ nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ an toàn của máy trong quá trình sử dụng, nhất là đối với những gia đình có trẻ nhỏ. Nếu FH1000 sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ với một núm vặn tương ứng 3 mức điều chỉnh, mát, ấm, nóng và tự động xoay, giúp tăng phạm vi làm ấm tự động, thì FH2000 lại có tính năng điều khiển từ xa vô cùng tiện lợi. Màn hình LCD hiển thị nhiệt độ, giúp bạn dễ dàng theo dõi và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Bên cạnh đó, máy còn có lưới lọc không khí đi kèm, giúp lọc sạch khói bụi, mang lại bầu không khí trong lành cho những người thân yêu trong gia đình bạn. Với khả năng làm ấm hiệu quả thì chắc hẳn hai model quạt sưởi gốm Fuji Home FH1000 và FH2000 sẽ là dòng sản phẩm phù hợp trong gia đình bạn trong mùa đông năm nay. Để đặt mua sản phẩm, hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0913 225 055 để sở hữu mức giá vô cùng hấp dẫn với nhiều ưu đãi.